Ủy ban nhân quyền Tom Landros của Hạ viện Hoa Kỳ vừa kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức, người đang thụ án 16 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Việt Nam phải phóng thích ông ấy ngay lập tức và vô điều kiện. Ủy ban Tom Landros đưa ra lời kêu gọi này trên trang X, trước đây là Twitter. Lời kêu gọi được đưa ra đúng vào dịp 14 năm ngày ông Thức bị đưa ra xét xử sơ thẩm và bị chính quyền Việt Nam tuyên phạt 16 năm tù giam và 5 năm quản chế. Và năm ngoái, Ủy ban Tom Landros cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự. Tính từ khi bị bắt vào tháng 5 năm 2009 đến nay, ông Thức đã ngồi tù gần 15 năm trong khi các bị cáo khác bị xét xử với ông trong cùng vụ án, bao gồm Lê Thăng Long, Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung đều đã được trả tự do từ lâu. Ông Trung hiện đang tị nạn chính trị tại Đức. Ủy ban Tom Landros đã đưa trường hợp của ông Thức vào dự án bảo vệ tự do, một dự án nhằm hỗ trợ các tù nhân lương tâm trên khắp thế giới, khuyến khích các thành viên Quốc hội Mỹ vận động thay mặt cho các tù nhân lương tâm để họ được tự do, đồng thời ràng buộc trách nhiệm giải trình về việc đối xử bất công. Vào tháng 5 năm 2019, dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Joe Lofgren, thành viên của Ủy ban Tom Landros, chính thức bảo trợ cho ông Thức và liên tục kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông. Sự lên tiếng của quốc tế rất là quan trọng để bảo vệ cũng như là sẽ trả tự do sớm cho anh về, thì tôi rất là mong cái sự áp lực và kêu gọi liên tục như vậy, thì tôi cũng mong là anh Thức về trước hạn. Việt Nam luôn nói rằng họ đảm bảo quyền con người của mọi người dân, đồng thời bác bỏ các cáo buộc của các nước phương Tây và Hoa Kỳ về việc Hà Nội vi phạm nhân quyền.